Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Small Vlog của mình nha. Thì cả nhà hiện tại giờ mình đang ở ngoài khu vực mà cái vườn chuối cả nhà. Thì nói chung cũng khá là lâu rồi mình chưa ở đây ha. Thì tập hôm qua thì Tú có nói về vấn đề là tặng quà Tết những người nghèo và những người già sống neo đơn cả nha. Thì có lẽ là từ ngày hôm nay đến ngày mùng 4 tây cũng như là ngày 23 âm lịch, ngày đêm ông táo đi trời á, thì Tú sẽ chốt sổ và không nhận tiền nữa. Và hiện tại nói chung thì hiện tại giờ hôm qua giờ thì Tú chưa có được anh chị nào cũng như là đồng lòng để tiếp sức để có những phần quà giá trị cho những người khó khăn cả nhà. Thì ok, thì hôm nay thì mình muốn quay lại đây và khám phá lại khu vực này. Thì ok, đi các bạn nhảy. Thì hiện tại giờ thì cũng khá là gió mọi người. Mọi người nhìn trong ừ trời. Mọi thấy cái gì bay trắng giả chưa? Cò hay gì? Bay trắng giả tự nhiên. Con gì kêu nó hoài, đi chú. Cá ngớp gì cá hoảng ổng ổng ta ừ, ếch cá nha quận làm giật mình hoài ta. Ôi, có mọc dưới không thấy mình đi luôn. Có cao quá. Gì kìa? Giờ cái bạch gì? Ôi đâu có túi đồ rụng. Ôi da. Mình phải kiếm vị trí nữa. Tầm nhìn thoáng đẳng để mình đặt ra nha. Đi trời. Thế nào mà mới đặt trong ra được chứ người ta.
Ok, để qua bên cái khu vực sau cái mộ này đây. Căn cũng trống trống. Chứ đây là thấy cỏ mịt mù. Ngậm rạp quá, không thấy gì hết. Mặt trăm ra cũng bị cây cỏ nó phớt hết rồi. Phải có ở một cái chỗ nào nó trống trải để mình có thể đặt camera. Gió dữ trời. Khu mộ rồi đó nha. Mình đi qua được không vậy? Người ta làm cỏ sạch sẽ chứ. Ok, để mình tạm tắt camera để mình tìm vị trí nha mọi người. Rồi ok cả nhà, thì nói chung mình đã đặt cố tình đặt cái này cả nhà. Thì nãy giờ mình cứ vòng mình thấy xung quanh đây toàn là cỏ với lại chuối nữa, rất là tùm, mình không thể nào đặt camera được. Thì mình thấy khu mộ này ở giữa vườn chuối thì mình sẵn đem đặt luôn. Thì bên trên các bạn có thể thấy là hình ông bà của hang mộ này đang ngồi. Thì đạn cày và nọ mình đã đốt phía dưới luôn, thấy không? Phía dưới nè. Rồi ok, bây giờ sẽ đốt đạn cày cho cả nhà. Ánh sáng như thế nào. Trời thấy tối dữ bay. Rồi tắt mặt nách thấy đường luôn. Sợ sáng quá thì không có kết quả gì. Vừa sáng thôi. Ok, trong ngày cũng tương đối ổn. Bây giờ sẽ đến đó mình xé bánh và đốt nhang lên cả nhà. Gì mới kéo mình luôn rồi. Hồi nãy mọi người có biết thấy gì không biết. Yeah.
Mình thấy mình mới bị cái gì kéo á cả nhà. Không biết camera có thấy được hay không nữa. Ok. Hồi nãy mình mới bị cái gì. Không biết cả nhà có thấy không nữa. Bây giờ mình sẽ đến đó đốt luôn mấy cái bùa rồi đi ra ngoài nha. Mình bị gì kéo cái áo mình nè. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài mọi người. Cổ gà mình ngồi đó. Mình rõ ràng mình cảm giác giống như có người tác động lên cái áo mình, nắm mình bật ngửa sao cả nhà. Mà không biết là cả nhà có thấy trong camera hay không. Thấy bà không? Cái đường như sau. Đưa vào hình đó được. Ok, giờ sẽ ngồi đây cả nhà. Ngồi cái rồi luôn.
Ok, thì mình đã ngồi đây khoảng tầm 10 phút rồi cả nhà. Thì bên đây cũng hai cái rổ nè, mình thấy cũng có cuốn bánh nọ nước nữa nè, ngồi đi nè. Cái gì vậy? Nhìn cái bon đó nè. Ây da, má ơi, xịn không à. Ôi, cái cam là phải đắt không vậy? Tạm tắt camera trước nha. Hồi nãy mà từ xa, ô cái đằng cày nó ngã rồi kìa, đằng cày trên đây ngã nè. Muốn tàn luôn. Nó từ xa mình thấy cái cửa này như mít gì đó cả nhà. Cửa này nè. Từ xa mình thấy á, còn không biết là có thật hay có thiệt hay không nữa, tại vì từ xa quá mình thấy nó từ những nhích mới phải không nữa, mà khi camera quay ở đây không biết thế nào nha. Thì hồi nãy mình ngồi trên chỗ này đây, mình bị rút gan thì mình bị cái gì đó nếu áo rồi gầy vô phía này mà mình quay lại thì không thấy gì hết, khá là khó hiểu. Thì ok, thì có lẽ mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Thì mọi người thấy điều gì thì comment xuống dưới nha. Cho người hẹn vào một clip theo ba người nha.